Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc của tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, virus corona đây là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy cái sự lây lan từ người sang người là rất là lớn. Và cái dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona hiện nay nó vẫn đang còn là diễn biến rất phức tạp, trong khi mà chưa có cái thuốc đặc trị hiệu quả thì cái việc phòng bệnh cũng hết sức là quan trọng. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn những cái thực phẩm được coi là khắc tinh của corona để chúng ta biết mà ăn để phòng bệnh được cái căn bệnh này. Thì dưới đây là những cái loại thực phẩm này nó sẽ sẵn có và nó là đúng là khắc tinh của virus corona, khi mà giúp bạn vừa nâng cao sức đề kháng của cơ thể vừa cung cấp được cái dinh dưỡng tuyệt vời. Thứ nhất đấy là thịt bò, thì theo các cái chuyên gia dinh dưỡng và miễn dịch thì hàm lượng kẽm dồi dào trong thịt bò giúp tăng cường các cái tế bào bạch cầu và hệ miễn dịch, từ đó mà giúp phòng chống và tiêu diệt các cái vi khuẩn vô cùng hiệu quả, đặc biệt là các cái virus mang bệnh xâm nhập vào cơ thể, trong đó có virus corona. Cái thứ hai là chúng ta nên ăn các loại cây họ cam quýt. Thì vitamin C là cái chất dinh dưỡng tăng cường cái hệ miễn dịch của cơ thể, bởi cái dưỡng chất này giúp làm tăng cái khả năng sản sinh của bạch cầu trong máu. Tuy nhiên thì cơ thể con người lại không thể tự sản sinh hoặc là tổng hợp vitamin C mà cần phải được cung cấp thông qua các cái loại thực phẩm để duy trì sức khỏe. Các loại trái cây họ cam quýt như là bưởi, cam chanh là những cái nguồn rất giàu vitamin C. Thứ ba là bông cải xanh. Là loại thực phẩm có chứa rất nhiều vitamin và các khoáng chất tốt cho sức khỏe, bao gồm vitamin A, C, E, chất xơ và các cái chất chống oxy hóa khác. Đây là một trong những cái loại rau mà tốt cho sức khỏe, có thể đưa vào chế độ ăn mỗi ngày. Tiếp theo nữa là tỏi. Theo các cái chuyên gia nghiên cứu y khoa thì việc tiêu thụ tỏi có thể giúp giảm huyết áp, làm chậm quá trình xơ cứng động mạch. Ngoài ra thì tỏi còn chứa rất nhiều vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, từ đó mà giúp nâng cao sức đề kháng của da. Và các cái món ăn từ nấm thì theo khoa học thì trong nấm có chứa axit béo không bão hòa và một hàm lượng lớn những cái chất sẽ chuyển hóa thành vitamin D giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cúm, các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là virus corona một cách hiệu quả. Đặc biệt là nấm đẩy nhanh cái quá trình sản xuất tế bào bạch cầu, bảo vệ cơ thể tối đa khỏi các cái tình trạng viêm nhiễm vi khuẩn có hại. Một cái sản phẩm rất quen thuộc nữa đó là gừng tươi. Vì virus corona mới có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, ăn gừng tươi thường xuyên là cái biện pháp mà giúp bạn giảm bớt các cái triệu chứng trong trường hợp bị nhiễm bệnh. Các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng gừng cần được ăn hoặc là uống tươi để đảm bảo hoạt động chống virus diễn ra tốt nhất. Bên cạnh đó thì thực phẩm dễ tìm trong gian bếp là tỏi, không chỉ tiêu diệt virus mà còn giúp bạn ngăn ngừa sự xâm nhập của các cái vi sinh vật khác. Tiếp theo là chúng ta nên chọn các cái thực phẩm giàu pectin. Pectin là một cái dạng chất xơ giúp chuyển hóa axit béo trong máu, hỗ trợ sự phát triển các cái tế bào miễn dịch trong cơ thể. Các cái loại thực phẩm giàu pectin bao gồm cải bắp, củ cải đường, cà rốt, các loại trái cây như là lê, táo xanh, nho, trái cây có múi, vân vân. Và một cái sản phẩm rất quen thuộc mà chúng ta hay dùng hàng ngày nữa đấy là sữa chua. Các cái men vi sinh có trong một số loại sữa chua có thể là cải thiện khả năng miễn dịch và kháng bệnh của cơ thể. Gần 70% hoạt động của hệ miễn dịch diễn ra trong ruột. Hệ tiêu hóa càng tốt thì sức đề kháng càng mạnh. Các loại khuẩn trong sữa chua giúp hệ tiêu hóa cân bằng và giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng và tăng cường cái sức đề kháng. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn những cái thực phẩm được coi là khắc tinh của virus cúm corona. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được nhiều những cái kiến thức bổ ích trong cái việc mà phòng bệnh và cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể của mình. Và xin được thay mặt ban biên tập của chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất.
Nếu các bạn là những người lần đầu tiên biết đến kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình, và sau đó hãy bấm vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để luôn nhận được những cái video mới nhất và hay nhất từ chương trình. Và cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn luôn có những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của tôi. Worse.